Cái tóc sâu nhiều đó, nó cũng làm cho chị hơi ngứa. Thích thì nó mới gọi là con gái, con tóc đen. Tại vì này gì cũng sạch, không có gì
Hello mọi người, đây là cái kiểu mà bình thường Phúc cũng hay cắt này mọi người thấy không? Thì nãy là Phúc cố tình chỉ tập trung vô cắt thôi cho nó nhanh. Chứ mà bình thường mọi người cắt mà giờ nói chuyện chắc cái đầu này phải chắc cả tiếng. Đó, nãy chút Phúc cắt là chắc... Thì lại chứ bây giờ... Nãy giờ 10 phút rồi nè. Chắc 10 phút. Rồi, sấy đi. Quay về sau rồi. Quay về sau hơn là chị không có thấy gì hết.
Lan tỏa cách cách hơn. Đó này mọi người cũng thấy ngang nè, không cứ thấy ngang và giờ cứ trên xuống thì cũng thấy ngược lên nè, thấy ngược lên bắt bình đẳng. Chứ đừng nói gì đây, thấy ngược con này là gì? Thấy ngược bây giờ lại thì hắt con cái đoạn thấy ngược nói đấy. Điều đoạn con này thấy ngược con này đó. Rồi nó khô nó cái đoạn hơn. Còn bây giờ mà đi qua đầu xong thì kẻ đây cái đường nói đó. Rồi nó cũng đồ nó tẹt nó. Tóc thì nó đi thôi, là tóc thì ra đầu nó đi dầu đó. Cái đầu nó đi khô, nó đi dầu. Cái dầu nó phải làm cho mình đẹp tóc mà đụng tóc. Thì đúng bộ nó không nói thì đúng đấy. Đúng rồi. Cái đó cũng đầu mà. Cái dầu gọi. Nó đẹp rồi kìa. Nguyên dầu gọi nó giảm bớt. Mọi thứ. Mọi hoa, như thôi ra nó là xe tình. Nói chung là nó là cơ địa rồi. À, cái da nó là địa. Da thì cũng vậy. Thường nó là dầu, nó sẽ là dầu thẳng nước của địa. Cái đó chỉ giảm lại rồi. Thế không nó mặn rồi. Nếu nào thì bổ tủy á. Thế là gì mà nó bổ nhanh quá ra. Đúng rồi, loại loại nhanh nó không mặn hết á. Nó không hết bổ. Nhưng mà lâu bổ này nó tạo được. À, bây giờ trẻ mỗi ngày là bây giờ sớm á. Bây giờ trẻ 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 trẻ
chứ. Chắc chị trẻ hơn 1 tuổi này. Đó, cái góc nghiêng thần thánh này. Cái này máy bay bay nữa là siêu sang luôn ha. Nhưng mà do là không xét khô tự nhiên và chưa có lô nên thành ra là nó không có bay nhiều. Nó bay vừa phải. Nó bay trời vừa phải. Bạn làm cái việc như vậy. Cắt xong là cúp, xét khô thôi là cúp thôi. Lụm mấy cái bạc, lụm lụm. Lụm. Xí khô rồi mọi người. Xí khô rồi. Cắt xí khô rồi. Rất là tiện cho khách hàng. Mà tóc nó không bị hư tổn cái nữa. Tóc này thì thật sự ra là nhiều thứ rất là khó các bạn. Tại vì tóc của chị này là dạng như tóc có quăng. Quăng sợi sợi như các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà cái này nó cũng là một cái điểm mạnh và cái điểm yếu. Mạnh là tóc nó sẽ tự phồng. Đúng rồi. Những cái sợi này cảm giác nhiều lên thì nó sẽ phồng. Nhưng mà nhiều quá thì cắt nó sẽ dễ bị dễ. Đúng rồi. Thành ra các bạn cắt mấy cái tóc này kỹ. Tại chỗ đó. Thế nên là bên Phúc là luôn hướng tới khách hàng của Phúc là thứ nhất là về nhiều yếu tố. Là thứ nhất là nhanh gọn lại mà hiệu quả cho khách. Và thứ hai là thở nhỏ cái đụng vô hóa chất. Mặc dù là quá chất là các bạn làm thì những salon như Phúc đây là cái người có lợi nhuận nhiều nhất. Nhưng mà tại sao Phúc không tư vấn các bạn làm thì Phúc cắt được mà nó diễn ra đẹp cả 70-70% khi bạn cắt ở nhà. Và nó cứ dùng da cái gì mình sấy ở nhà. Mặc dù nó sẽ sấy khô ở nhà đó các bạn, nó sẽ được giống vậy. Ví dụ ở đây 100% ở nhà mình sấy không được 80-90%. Đó là cách mà salon hướng tới cho các bạn. Còn quá chất khi dùng riêng quá chất giống như uống hay là nhuộm hay là duỗi thì Phúc chỉ muốn cách các bạn ví dụ như duỗi cho 1 năm duỗi 2 lần nó có quăng quá là duỗi chân và duỗi dưới 1 năm duỗi 2 lần và nhuộm thì có thể 5-2 lần thôi. Uống cũng vậy, 5 thì có thể 1 năm mà uống 1 lần đó ra. Còn các bạn ép một cho ví dụ nhiều đi thì nó có vô tình huống là người ta đau nên người ta phải làm. Cho nên thường các bạn đó thì cũng có những cái livestream lần trước á, nhận những cái hữu cơ đó các bạn hoặc là nhít đồ á, thì cái đó thì nhựa thì nó sẽ không sốt cái đầu, mà cái giá thành nó hơi cao tí. Cái này có lưu cái tóc máy không chồng? Hay không lâu? Đó này được rồi, chắc máy không lâu gì. Không kiếm gì? Không, em đâu có phải cắt tóc đâu. Mấy các bạn bữa hay cắt cái gì đó. Cắt được rồi, bạn nói là 9-10 bao nhiêu công thức. Không, tại vì cái này nó là thuộc về bộ môn năng khiếu sáng tạo chị. Thì em cắt luôn. Em chỉ đo tập trung thôi. Hỏi mà tao giết chỗ nào rồi tao thấy nó đi được không vậy? Không,
rồi ha. Đây ha, còn nhắn thôi. Đến tháng rưỡi thôi. Đúng rồi đó. Sắp chị là thương tháng rưỡi. Cái tài ơi, cái này xuống thôi. Đây mọi người thấy không, đây là tóc mà chỉ sấy khô 100%, không qua sấy kiểu. Đây là chỉ cách quen của mình ha, bên mình cứ tháng rưỡi là cắt một lần mối. Thường thì bạn sợ chính của mình, bạn Long đang xem livestream đây đó, các bạn nào muốn bạn Long thì cắt y chang vậy luôn, không có khác gì cái phơm hết. Rồi cảm ơn chị nha.